Ok, chào mừng 500 anh em đã trở lại với cái kênh Trải nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video thì các anh em tiếc gì cho em ấy một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những cái video, những cái like sớm nhất từ cái kênh Trải nghiệm TV của mình nha anh em ơi. Thì hôm nay tiếp tục là một cái story dài tập của một cái con game chuẩn MUBG có tên là Mufika Session là 19 nha anh em. Hiện tại là mình đang lên sóng một cái con class đó là Thương Thủ. Thương Thủ này thì là rất là nhiều người biết đến và cái Session 19 này có làm cho con Thương Thủ kỳ nổi bật lên một cái bộ skill. Ngay thời điểm này thì mình sẽ cho em ấy đẹp hơn một chút xíu. Đẹp bằng cách nào thì các anh em hãy nhìn vào màn hình xem từ bước mình sẽ cho em ấy đẹp luôn. Như là cái tiêu đề của anh em mới nhìn vào là say win thành công 100%. Cái win đó là cái win gì? Đấy là một cái win bonus anh em à. Hiện tại là mình đang có một cái win 1. Các anh em muốn say được một cái win bonus thì các anh em phải chuẩn bị cho mình một cái win 1 nha anh em. Bắt đầu vô từ cái chi tiết nhỏ để cho các anh em xây được một cái win bonus là nó sẽ như thế nào, cần tốn những gì và nguyên liệu kiếm ra sao. Đầu tiên thì mình sẽ đi về cái map là Ebelan. Muốn xây được một cái win bonus thì đầu tiên anh em phải kiếm cho mình những cái mảnh là Lock Magic. Lock Magic này farm từ map là Takan 1, Takan 2 đảo lên. Nếu mà các anh em yếu thì các anh em có thể là ở Takan, còn nếu mà đủ khỏe thì có thể là lên Kantugu 2, farm nó sẽ nhanh nhất có thể. Thì những cái Lock Magic này là một cái nguyên liệu như là một giọt nước để mà mình nâng vô cho nó đầy bình. Và tiếp theo cần thêm một cái nguyên liệu, đó là một cái bình để chứa cái giọt nước Lock Magic này. Thì lại đây các anh em mua nha. Lưu ý là cái này phải mua bằng Gold nha. Gold thì các anh em đi farm nó rất là dễ anh em, chỉ cần đi sự kiện thôi, không cần phải đi làm cái gì nhiều hết. Đây một cái bình xây một cái win 2. Ở đây là nó có để nè, chế tạo win 2 phá, chỉ bán có là 1k Gold thôi. Thì anh em mình mua nha. Có được hai món nguyên liệu và cái món thứ ba thì các anh em có thể là kiếm cho mình một cái win 1. Cái win 1 của cái con Thương Thủ này thì nó sẽ sử dụng chung với con Sum. Thì ở đây Sum, Thương Thủ và DL dùng chung một cái win 1 luôn nha. Và win 1 á thì các anh em hãy đập lên cho mình là cộng 9 nè, cảm ngọc vô cộng 9 nha. Và đặc biệt là sát thương offline mình cộng lên là cho nó là 16 nha anh em. Khi có được mấy cái nguyên liệu như vậy rồi thì anh em cứ việc bỏ vào. Một cái bình như vậy thì dọn dẹn tầm khoảng là 250 giọt nước như vậy. Các anh em farm làm sao cho đủ là 250 là sẽ đầy một cái bình như vậy nha. Như vậy là mình đã bỏ vô thành công. Thì khi mà thành công là nó sẽ chuyển sang một cái màu khác nha anh em. Và dưới đây mình cũng có một cái giọt nước nữa. Ở dưới đây là Condor Magic là nguyên liệu để xây cánh cấp 3. Nhưng mà chưa nha anh em, chưa làm cánh cấp 1 làm sao mà đi làm cánh cấp 3 làm cái gì. Thì khi mà có đầy đủ nguyên liệu, thứ nhất là những cái giọt nước là Lock Magic nè, cái thứ hai là mình có thêm một cái bình nước bằng Wood nè, cái thứ ba là mình có một cái win, thì tiếp tục anh em đi về cái map là Nogia để xây win. Ở một cái xe sành cao thì các anh em không biết cái gì thì ở trong những cái NPC người ta sẽ có chỉ hết. Ở đây thì một gian cờ lon người ta đang bán đồ ở đây nha. Và đặc biệt đây là một cái con game PC, chuẩn PC xe sành là 19 có tên là Mufika nha anh em. Vì ở đây là một cái phiên bản là non reset, không cần reset đâu. Chúng ta chỉ cần farm level. Thì hiện tại mình đã có farm một cái con Thương Thủ nhỏ của mình. Thương Thủ lớn thì mình không có dùng nữa nha anh em, mình chỉ dùng Thương Thủ nhỏ thôi. Thì cái con này là con cờ lon của mình. Thì mình cũng lên được là 626 level. Sức mạnh thì mình cộng vừa đủ để mặc đồ. Nhanh nhẹn thì mình sẽ cho full. Thể lực thì 50 và năng lượng thì chỉ có 20 thôi. Thì như vậy đó, thì nó farm cũng là cực kỳ bá rồi. Tại vì phiên bản này là phiên bản của Thương Thủ nha anh em. Tiếp theo thì mình sẽ vào trong đây nâng cấp trang bị. Ở đây mình sẽ chế tạo win phá. Các anh em thấy là chữ ở trên nào? Tạo win 1, tạo win 2, tạo win 3 và tạo win 4. Và ở đây nó có một cái chữ là tạo win phá, win 2.5 và win sự kiện. Thì mình sẽ vào tạo win phá nha. Đi vào trong tạo win phá thì các anh em nhớ là bấm vào cái tạo win phá nha anh em ơi. Tạo win phá cấp 2. Thì tạo win phá cấp 2 thì nói là khi chế tạo win phá may mắn có thể ra up bổ sung. Và cái win phá này nó sẽ ra đúng với cái class của mình luôn. Nhưng đặc biệt là không thể trao đổi mua bán gì được, không thể giao dịch được nha anh em. Và nguyên liệu yêu cầu là một cái win 1 cộng 9 hoặc là lớn hơn và có 4 up tính năng. Thì ở đây mình đã cộng lên nó là 16 up tính năng luôn, khỏi cần 4 up anh em. Thì như vậy mình sẽ quăng vào. Ở đây nó sẽ cho tỷ lệ ra chúng ta 100% thành công. Thì các anh em có thể là tự tin mà đi farm. Và cái cách nguyên liệu để cho các anh em kiếm được good này á thì mình khuyên các anh em ha, nếu mà đi blood không nổi thì các anh em đi review đi. Ngược lại nha anh em, lúc trước thì review nó sẽ mạnh hơn blood, còn bây giờ á review mình có thể là ăn được. Vì sao? Review các anh em đi vào trong đó, các anh em chỉ cần trốn vô một cái góc thôi là các anh em sẽ được một hộp good và một viên ngọc random, không cần phải quánh con quái nữa. Các anh em hãy trốn cho kín vô một cái góc đi, ai quánh làm gì được quá, ai win cũng được hết. Nhưng mình cũng vẫn có một cái hộp good, và hộp good bây giờ tỷ lệ AD
cho rất là cao. Lúc trước chỉ có là 500, 300, 600, còn bây giờ mở ra nhỏ nhất bây giờ cũng là 700. Thì mình mở hôm nay là từ 700, 1K7, 1K8 không anh em, chứ không có mở ít đâu nha. Cái con này của mình đi chỉ có vài cái sự kiện thôi thì nó đã lên là 20k gút rồi. Ở đây khi đủ cái nguyên liệu thì ở cái bảng thông báo dưới là mình sẽ tốn là 100k yen và tỷ lệ thành công là 100%. Xem là nó có ra được một cái ớt như mình mong muốn hay là số mình có đỏ không nha anh em. Như vậy là mình đã có một cái win 2 đấy anh em ạ. À, GL mà đeo thêm một cái win 2 nữa thì nó là sẽ chuẩn gu để đeo một cái win sum, thì mình thấy nó sai sai gì đâu á nha anh em. Và tiếp theo là mình sẽ ra cho anh em xem là cái win của mình nó ra cái ọp gì nha. Rồi trắng tinh luôn anh em ạ. À, không có ọp gì luôn. Thì như vậy trắng tinh thì anh em có thể là nâng cấp lên cho máy nha. Lưu ý một điều, mình chơi theo một cái mẹo nha. Nếu mà cộng 9 thì đi qua Davias giúp mình. Cứ việc anh em, nếu mà nó xịt thì nó cũng xịt vài lần thôi, nó không xịt hoài đâu mà anh em sợ. À, như gì đây thì nó đã thiếu nguyên liệu rồi anh em ơi. Đây mình sẽ cho máy lên cộng 9 nha. Nếu mà cộng cao nữa thì lên chắc không nổi. Một lần xịt nha anh em, lên 7 là xịt. Tiếp theo là xịt lần thứ hai, cực kỳ là khó nha. Lên, rồi xịt lần thứ ba nha anh em. Vì nó không có lúc nên anh em đập hãy mạnh tay vô, đừng có chần chờ, cứ đập lên đi anh em. Chuyện nào hết thì lấy ngọc khác ra đập tiếp. Rồi lên lần thứ 8 xịt tiếp nha. Như vậy là đi lấy nguyên liệu đập tiếp nha anh em. Bảy bảy 49 lần thì mình cũng đã lên được cộng 9 nha anh em. Cực kỳ gian nan, gian thử lửa mà gian nan thì thử sức, anh em kiên trì là nó sẽ lên nha, rất là ngon. Và tiếp theo thì mình sẽ đập cái offline cho nó, cái dòng like nha anh em, nhớ là cái dòng like nha, đừng có giả vô nữa nha, giả vô nữa nó về không nó uổng lắm nha anh em. Quên anh em à, đập like thì các anh em đi về cái map là login kia cho mình. Đấy, đây là nguyên tắc vàng nha anh em, đập like là cứ về cái map này cho mình. Các anh em thấy gì cho lên nè, 16 một phát một ăn luôn. Cộng 9 thì qua bên Davias đập like thì về là login ca cho mình, bao đậu bao lên, quá đẹp luôn anh em ạ. À, không còn từ gì để diễn tả, cái này là nó vừa cái bụng mình dữ dằn lắm nghe anh em. Mấy cái mảnh này thì mình không có thể giao dịch được, nếu mà các anh em thừa rồi thì các anh em có thể là bỏ không cần lụm nữa nha. Ở đây là một cái đồ của mình, mình sẽ review lại cho anh em xem. Lúc trước thì mình chưa có review ở bên cái hạt lớn của mình thì mình dùng đồ trắng thôi, không có cái gì. Thì ở đây là mình có một cái set tăng thủ, mua ở cái set shop gen thì mình đã cộng 9 và đập cái dòng phòng thủ cho máy là 12, thì là full set của mình là cộng 9 hết nha. Có được một cái quần là quần anh em, quăng mấy gương hầu như là mấy trăm bot, nó lên gần cả ngàn bot luôn, chỉ có một cái quần này thôi là đi theo hướng anh ghi, còn toàn bộ những cái set đồ kia đi theo hướng là OTG thì mình đi theo một cái là bão lửa nha anh em. Ở đây cái tay cũng vậy, cái tay thì mình cũng đập lên cộng 9 và cái ập nó là 12, cái chân cũng vậy luôn. Và tiếp theo là có một cái khiên này thì nó không có cái dòng lúc, nó là một cái khiên wood nha. Các anh em có thể là bào để mua nó rất là dễ nha anh em, nhưng mà được một cái dòng là phản sát thương nè, tăng phòng thủ nè và tăng HP. Tiếp theo đó là mình có một cây thương của thương thủ ở cấp độ level là 400, thì cái dòng của mình là cái dòng HP và cái dòng hoàn hảo. Nó chỉ có thêm một cái dòng lúc nữa, nó cực kỳ đẹp nha. Nó chỉ có là 64% thôi. Sát thương giao tranh, nhẵn qua dây chèn thì các anh em cứ việc dí cái boss 3 anh em săn ở đâu, các anh em cứ việc lên lẳng quẳng ta căn 1 và ta căn 2 farm nhẵn qua dây chèn, nó ra cả đống cả gương luôn. Khỏi cần đi đâu kiếm hết, khỏi cần phải farm những con boss cao sang, chỉ cần farm boss 3 là ra. Các anh em có thể là kiếm dây trường nè. Ở đây thì các anh em có thể là kiếm những cái nhẫn qua dây chuyền, có thể là có cái dòng gen của mình là sát thương vật lý và tốc độ đánh, thì mình sẽ lấy thiên cho con nó luôn. Và cái dòng kia là cái dòng pháp sư và cái dòng MB thì mình đã đỡ cho cái con GF của mình rồi. Đúc kết lại, khi mà anh em muốn xây được một cái win bonus 100% thành công, nguyên liệu các anh em phải đi kiếm, thứ nhất là các anh em phải đi kiếm cho mình là cái lock magic nó xuất hiện ở map, là từ map ta căn 1 lên ta căn 2 trở lên, lên map trên là map nào cũng có hết, nhưng mà phải từ map ta căn. Và bước thứ hai là các anh em phải kiếm cho mình được một cái lượng gút nhất định, là một ca gút để cho các anh em mua được một cái bình nước để mình xây được một cái win 2. Và cái thứ ba là các anh em phải có được một cái win 1 cộng 9 và kèm theo đó là 4 ợp nha anh em. Là khi xây ra được một cái win như vậy thì chúng ta sẽ đạt với chỉ tiêu là 100% thành công. Và đây là một cái clip để review cho anh em xây một cái win theo class mà tỷ lệ 100% thành công. Video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở video clip lần sau nha.